一八九に電話をすると、いつでも児童相談所に相談することができます。三日から一八九に電話をしても、電話のお金がかからなくなりました。一八九の電話は四年前に始まりました。しかし、児童相談所の人と話す前の。機械の声の説明を聞いているときに、電話を切る人が多くなっています。 電話のお金がかかるため途中で電話を切った人がいるかもしれません厚生労働省はこれからはお金がかからないのでたくさんの人に電話を利用してもらって子どもの虐待を早く見つけることができるようにしたいと言っていますはい、続い私たちが読んでいくつか意味を読んでください Về chủ đề, tiêu đề của cái bài, bà, bài báo ngày hôm nay thì sẽ là Kodomo no sodan, denwa no Về từ vựng thì đầu tiên chúng ta có từ gì nhỉ? Gyakutai Gyakutai ở đây có nghĩa là ngược đãi mọi người nhé Gyakutai là ngược đãi này Tiếp theo từ sodan thì khá là quen thuộc đúng không? Nó là cái sự trao đổi, cái vấn đề, cái cái gì cái sự tư vấn đúng không? Trao đổi hoặc là tư vấn này Vậy thì cái tiêu đề này sẽ là gì đấy? À, những cái sự trao đổi về vấn đề ngược đãi trẻ em còn ở bên dưới thì có cái có cái gì nhỉ? Thì sẽ không tốn tiền điện thoại nữa, không tốn cước điện thoại nữa. Vậy thì cái tiêu đề này sẽ đơn giản là gì nhỉ? Từ bây giờ đúng không? Tức là sau này thì sẽ làm sao không tốn tiền cước điện thoại cho cái việc gì nhỉ? Gọi điện thoại tư vấn về cái vấn đề uh, ngược đãi trẻ em nữa. Ok. Hãy, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu vào bài cho nó biết gì nhá. ga kodomo o tabemono o suru gyakutai <laughs> no ga aru toki ある時 khi đúng không? Vế dự toki là khi mà lúc mà thế nào đấy đúng không? Tiếp theo sẽ là gì nhỉ? ichi hachi kyū ni denwa o suru to itsu demo shidō sodanjo ni sodan suru koto ga dekimasu. Đến đây mới hết một câu đúng không? Chúng ta có thêm một câu vế dự koto ga dekimasu ở đằng sau là có thể làm gì đó. Có khả năng làm gì đó, đúng không? Vậy thì chúng ta có hai vế này, khi mà thế nào đấy thì có thể như thế nào đó. Thì chúng ta có thể đi xem qua một chút những cái từ vựng ở trên này nhé. Từ nà gứt, đi, nà có nghĩa là đấm, đấm này. À, về sau thì đơn giản. Yakutai tay chúng ta biết rồi là ngược đãi shimpai là sự lo lắng đúng không? Ngoài ra thì còn có cụm từ jido, sodan, jo. Jo là một nơi nào đó này. Jido thì là nhi đồng này. Sodan chúng ta biết rồi là cái vấn đề, cái này, cái sự trao đổi tư vấn đúng không? Vậy thì nó chính là một cái trung tâm có thể trao đổi những cái vấn đề liên quan đến trẻ em. Ok? soda thì biết rồi đúng không? Vậy thì sẽ như thế nào đây khi mà có cái sự lo lắng về cái việc gì nhỉ? Ngược đãi, ngược đãi của ai? Đối tượng, cái người ngược đãi đây sẽ là Oya, Nado hoặc là những đối tượng khác nữa đúng không? Sẽ là bố mẹ hoặc là những đối tượng khác này Đối với trẻ em Chẳng hạn như là cụ thể như là gì nhỉ? Nagut đi là đấm này, tức là bạo lực này Hoặc là tabemono o agena đi suru Hoặc là không cho ăn uống Đúng không? Những lúc như thế thì à, 1899 nhỉ, điện thoại sử dụng Nếu mà chúng ta gọi điện đến số điện thoại 189 Thì ít từ để là gì nhỉ các bạn nhỉ? Ít để là gì? Là bất cứ lúc nào đúng không? Bất cứ lúc nào cũng gì đấy Có thể đúng không? Có thể trao đổi được với gì nhỉ? Cái trung tâm tư vấn cho trẻ em này Dịch lại một hoàn chỉnh cái câu này nhé Tức là khi mà chúng ta có những cái lo lắng về cái việc ngược đãi của gì đây của bố mẹ hoặc là những đối tượng khác đúng không đối với trẻ em chẳng hạn như là à, bạo lực đánh đấm này hoặc là không cho ăn uống này thì khi đó chúng ta gọi điện thoại đến số 189 thì chúng ta có thể được trao đổi được tư vấn tư vấn đúng không? Bởi một cái trung tâm tư vấn cho trẻ em. Ok. Hay. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến câu số 2 này. Mika 189 Thông tin đưa ra là bắt đầu từ mịch cả ngày mùng 3 đúng không? Thì VT mổ này, chúng ta có mẫu câu VT mổ cho dù cho dù ngay cả đúng không? Cho dù là gọi điện thoại, Đêm thoại thì mọi dù gọi điện thoại đến số 189 đi chăng nữa thì làm sao đấy? Đêm no okane ga Thì chúng ta cũng không còn bị mất cước điện thoại nữa. Bắt đầu từ ngày mùng 3 đúng không? Thì gọi đến số 189 không mất cước nữa. Ok. Hay, tiếp. 189 no denwa wa 4年前に始まりました mai ni Câu này rất là ngắn đúng không? Chủ ngữ ở đây chính là cái À, số điện thoại 189 này thì như thế nào? Thì hajimarimashita là được bắt đầu này. Được bắt đầu tức là được đưa vào sử dụng từ bao giờ đây? Từ 4 năm trước rồi. Đúng không? Tiếp theo là shikashi, shikashi là tuy nhiên nhé Tuy nhiên. Tuy nhiên là gì nhỉ? Shido to dan sono hito to hanasu mae no kikai no koe no setsumei o kiite iru toki ni à điện thoại kiru hito ga imasu. Nhờ, gì nhờ? Tuy nhiên là ngày càng có nhiều người làm sao nhỉ? Ngắt điện thoại, cái cụm đê màu ký đựng ở đây là ngắt điện thoại, tắt điện thoại đi nhá Tuy nhiên ngày càng có nhiều người ngắt điện thoại trong cái lúc mà Lúc mà gì đây nhỉ? Đang nghe những cái mê là giải thích này những cái giải thích thuyết minh đúng không? Bởi cái giọng nói trong à, trong cái máy Máy ở đây chính là cụ thể là cái điện thoại đúng không? <laughs> trước khi mà có thể nói chuyện được với những cái người hay là những cái nhân viên tư vấn của cái trung tâm tư vấn cho trẻ em này Dịch lại toàn bộ câu này nhá Tuy nhiên này, à ngày càng có nhiều người đúng không? Ngắt điện thoại khi mà đang nghe những cái lời giải thích bởi cái giọng nói ở trong cái chiếc điện thoại đó này Trước khi có thể nói chuyện được với những nhân viên tư vấn ở cái trung tâm đó Dạ Hay tiếp theo Điện thoại tôi Chúng ta có mẫu câu Kamo Siremasen ở N4 đúng không? Nó là gì nhỉ? Có lẽ <laughs> Có lẽ không chừng Đưa ra cái phán đoán 50-50 nhá Vậy thì ở đây là gì nhỉ? Có lẽ là cũng có những người mà làm sao nhỉ? Ngắt điện thoại Thôi chưa là giữa chừng này Ngắt điện thoại giữa chừng Vì cái lý do là gì nhỉ? Tốn tiền cước điện thoại Ở đây về đự thả mê nhá Vê thả mê. Ở N4 thì chúng ta có làm quen với vê đự thả mê Với nghĩa là vì để để đạt được để đạt được một cái mục đích nào đó Thì người ta sẽ cố gắng nỗ lực làm một cái gì đó ở đằng sau Thế nhưng lên N3 thì có một cái Nghĩa khác, cái cách, cách sử dụng khác của mê Nó là nêu nên nguyên nhân, lý do Vì cái này mà đưa ra cái kết quả nào đó ở đằng sau Và thường là kết quả nó Kết quả ở đằng sau thà mê là những cái kết quả nó không được tốt á ừ. Thì ở đây sẽ là có lẽ là đúng không? Có những người ngắt điện thoại giữa chừng với cái lý do vì là tốn tiền cước điện thoại. Ok chưa? はい、ではリデンンス、次の話です。厚生労働省はこれからはお金がかからないので、たくさんの人に電話を利用してもらって、子供の虐待を早く見つけることができるようにしたいと言っています。今日は、私ちは高生労働省は、高生労働省は、良い、良い、良い、良い、良い、良い、良い、良い、良い、良い、良い、良い、良い、良い、良い、良い、良い、良い、良い、良い、良い、良い、い、 cái bộ y tế lao động và phúc lợi xã hội của Nhật thì tốt y tế thì họ đã nói gì đó ừ, à, đúng không thì họ nói gì đó họ nói thì cả cái cụm từ đây cho đến đây đúng không chính là cái điều mà người ta nói thì chính là gì nhỉ kore kara okane wa okane ga kakaranai no de vì là từ giờ trở đi đúng không kore kara từ giờ trở đi thì không còn tốn cước điện thoại nữa không còn tốn tiền điện thoại nữa thế nên là nani, nani đúng không họ mong muốn rằng thì nạ đầu tiên mong muốn gì đấy mong muốn là sẽ có nhiều người từ này là đi rồi mọi người nhá mong muốn là sẽ có nhiều người hơn sử dụng đến cái số điện thoại này và mong muốn thứ hai là gì nhỉ để làm gì đấy để có thể mà nhanh chóng tìm thấy mitsuke dự này mitsuke là tìm thấy nhé tìm thấy những cái trường hợp mà mono tài trường hợp ngược đãi trẻ em ok dịch lại cả câu này nhá tức là những cái nhật cái bộ y tế lao động và phúc lợi xã hội của nhật thì nói rằng thì là đúng không vì là từ giờ trở đi thì không còn tốn tiền cước điện thoại nữa thế nên là họ mong muốn rằng thì là sẽ có nhiều người hơn sử dụng cái số điện thoại này và có thể nhanh chóng tìm ra được những cái trường hợp phát hiện ra được những cái trường hợp ngược đãi trẻ em ok hey, vậy thì chúng ta đã giải quyết xong cái bài dịch này rồi đúng không bây giờ thì chúng ta hãy quay lại cùng nhau ôn tập lại một số những cái từ vựng và một số những cái ngữ pháp xuất hiện ở trong cái bài này nhá đầu tiên là phần từ vựng từ vựng đầu tiên chúng ta ôn lại đó chính là từ gẹt rất là quan trọng này Gẹt ngược đãi Từ này có thể là từ vựng của N2 đúng không? ngược đãi này Câu số 2 Sô là trao đổi tư vấn Sô so đan Số 3 là chỉ đô số đan dộ Chỉ đô số đan dộ là trung tâm tư vấn Cho à, trẻ em những cái vấn đề dành cho trẻ em nhé Số 4 là kikai là máy móc rất là đơn giản rồi này Số 5 là shichime là giải thích, thuyết minh này Số 6 là tochi là giữ chừng à, Số 7 là kose do do sho là bộ y tế lao động và phúc lợi của, à, phúc lợi xã hội của Nhật Ok, hãy bước tiếp theo sẽ là phần ngữ pháp thực chất, thực chất ra là trong bài thì xuất hiện nhiều ngữ pháp hơn Thế nhưng mà mình sẽ chỉ lựa chọn ra một vài cái ngữ pháp tiêu biểu để chúng ta ôn tập lại rồi nhá một câu đầu tiên chính là vetari, tari sử dụng để liệt kê những cái hành động tiêu biểu thường là sẽ chỉ liệt kê từ 2 đến 3 hành động thôi mà không liệt kê quá nhiều. <laughs> Vết tà đi tà đi sư đự là làm hành động V rồi lại làm tiếp hành động V kiểu buổi sáng tôi ăn cơm xong là tôi học tiếng Nhật vân 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 gì đó. Ừ. Câu số 2, mẫu câu số 2 là về đự cô tổ gà dekimas Nó nói về khả năng có thể thực hiện được một hành động V nào đó. Thì trên thực tế ngoài ra nó còn có dạng là danh từ cộng trực tiếp với gà <laughs> dekimas nữa. Ừ. Danh từ gà <laughs> dekimas chẳng hạn như là rio đi gà dekimas tên đi mà hạn Ok Câu số 3, mẫu câu số 3 là về tê mố Tê mố đây là ngay cả, cho dù đi à, ở đây chỉ viết tiêu biểu là động từ thôi đúng không? Còn tính từ nữa, tính từ đôi y, bỏ y thêm cự tê này Còn tính từ đuôi na và danh từ nữa đúng không? Cộng với đế mố này Là ngay cả, cho dù, Ừ. Tiếp theo là thà mẹ mẹ thì vừa nãy có nói rồi đúng không? Nó có hai nghĩa Ở N4 thì sẽ là để đạt được một mục đích nào đấy Thì người ta sẽ cố gắng nỗ lực làm gì đó ở đằng sau Kiểu như là thà no tame ni ishokeme hataraite imasu Tức là tôi sẽ cố gắng làm việc đúng không? Để à, để giúp đỡ cho gia đình chẳng hạn Hoặc ở N3 thì nó lại chuyển sang nghĩa là Vì do nêu nên nguyên nhân đưa ra cái nguyên nhân lý do nào đó Để xảy ra một kết quả nào đó ở đằng sau Cuối cùng là mẫu câu về tê mô đa ự Mẫu câu này thì rất là quen thuộc ở n năm đúng không? Về tê mô đa ự là được ai đó làm cho mình một cái gì đấy Được ai đó làm cho mình Hành động sẽ là của người khác làm cho mình nhận nhá Ok Hay Vậy là à, bài báo ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau nhé Bye bye